Khu vực công trường này hiện đang được đổ cát, đóng cọc bê tông với khoảng 3.000 m2 lấn ra diện tích mặt nước. Gần đó cũng là một khu vực lấn ra khác với diện tích khoảng 3.500 m2. Đại diện nhà thầu cho biết đây là phương án khả thi khi thi công các hạng mục đua ra mặt hồ và cam kết sẽ hoàn trả mặt bằng khi hoàn thành dự án. Đơn vị thi công cũng với cùng cả chủ đầu tư cũng đã đưa ra nhiều phương án nhưng không còn phương án nào lựa chọn. Tại vì là diện tích xung quanh của hồ Đống Đa này là toàn là đường hết, cho nên cái bãi tập kết vật liệu là không có cách nào khác. Tại vì chúng tôi không thể tập kết vật liệu ở trên đường được hoặc là vỉa hè được. Khi mà thi công xong bọn tôi sẽ thanh tải toàn bộ cái phần vật liệu chúng tôi đưa vào. Sau đó chúng tôi mới rút cử. Thì còn sau này khi mà dự án hoàn thành rồi thì quận sẽ có một cái dự án nữa là cải tạo cái chất lượng của nước hồ. Để phục vụ thi công giai đoạn 1, dự án cải tạo hồ Đống Đa, hiện có 2 vị trí tạm lấn ra hồ đều nằm trên phố Hoàng Cầu là khu tập kết vật liệu, làm đường công vụ và khu xây dựng sân khấu nổi ngoài trời với tổng diện tích 6.500 m2. Ở giai đoạn tiếp theo, nhà thầu sẽ thi công khu vui chơi trẻ em, khu thể dục thể thao cho người già, phía hồ giáp phố Đặng Tiến Đông và điểm check-in đua ra ngoài hồ trên phố Mai Anh Tuấn. Quận Đống Đa khẳng định các điểm nhấn cảnh quan trên không làm mất mỹ quan, diện tích đua ra chiếm chưa đến 5% tổng diện tích toàn hồ và không làm thay đổi thể tích hồ. Hồ làm hồ điều hòa nên là chúng tôi trong quá trình cải tạo chúng tôi cũng tuân thủ theo cái thứ nhất là không làm thay đổi diện tích thể tích mặt hồ. Thứ hai là chúng tôi cải tạo đồng bộ về cây xanh thoát nước, chiếu sáng toàn bộ phần vỉa hè, cây xanh thoát nước chiếu sáng xung quanh mặt hồ. Và dưới ở phần chỗ phần hồ thì chúng tôi tận dụng cái không gian ở dưới hồ để đua các cái kết cấu, để mở rộng các cái lối đi cho những người đi bộ để tạo thành cái cảnh quan ở xung quanh hồ. Hồ Đống Đa rộng khoảng 12,5 hecta, chiều dài kè hồ 1.900 mét. Hạ tầng của hồ được xây dựng từ năm 2008, hiện đã xuống cấp, mất thẩm mỹ. Từ tháng 7 năm 2024, quận Đống Đa khởi công cải tạo hồ với tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm chỉnh trang toàn bộ vỉa hè xung quanh, nâng cấp đường dạo, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đồng thời bổ sung thêm một số điểm nhấn cảnh quan đua ra phía hồ bằng phương án sử dụng hệ dầm sàn bê tông cốt thép trên nền cọc bê tông cốt thép dự ứng lực. Khu vực bán đảo hồ cũng nằm trong tổng thể quy hoạch. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9 năm 2025.